棒。宝宝灯。Chào các bạn, mình đang ở công viên thế giới khủng long cùng gia đình nè. Mình rất hào hứng. Bạn nghĩ chúng ta sẽ thấy những loài khủng long nào đây? Được rồi, đi thôi. Hả? Lạ quá. Mẹ ơi, nhìn kia kìa. Ồ không, tấm bảng bị hỏng rồi. Mẹ nghĩ đã có chuyện gì đó. Có vẻ như có chuyện gì xảy ra bên trong công viên rồi. Cùng vào trong nào. Có chuyện gì ở đây vậy? Chỗ này thật là lộn xộn. Mọi người chạy mau đi. Quái vật Pterosaurus đang ở đây. Chúng sẽ chộp lấy bạn cho mình xem. Công viên giải trí đúng là thảm họa của tại chúng mà. Quái vật Pterosaur. Khoan, ba ơi, ông ơi, ba ơi, mẹ ơi. Mình phải làm gì đây? Quái vật Pterosaur bắt cả nhà mình đi mất rồi. Mình chắc chắn các bạn sẽ giúp mình mang họ về. Các bạn cùng mình bắt đầu đi tìm cả nhà nhé. Bọn quái vật Pterosaur này, sao chúng dám bắt gia đình mình chứ? Nhưng hy vọng vẫn còn, mình sẽ cứu được cả nhà thôi. Các bạn hãy cùng mình tìm cá mập ong trước nào. Nè bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập ong nè. Và hãy nhớ chiếc đuôi cá ong màu xanh lá bạn nha. Trực giác mình bảo rằng cá mập ong đang ở quanh đây. Ồ, có gì chuyển động ở kia kìa. Ôi, lỡ như Pterosaurus thấy tôi thì sao? Tôi phải tìm chỗ khác trốn thôi. Đó là Triceratops. Cái sừng to kia trông giống như đuôi của cá mập ong vậy. Vậy cá mập ong đang ở đâu đây ta? Tôi không phải là cá mập ong. Tôi nghĩ đã nhìn thấy ông ấy ở gần cái ao. Bạn nên tìm cá mập ong và rời khỏi đây mau đi. Pterosaurus có thể quay trở lại đó. Cảm ơn Brachiosaurus. Gần cái ao sao? Thấy cái đuôi của ông rồi. Cá mập con, cảm ơn con nhiều lắm. Ông ơi, vui quá, ông không sao rồi. Ông ước sao cả nhà chúng ta đều ở đây cùng nhau. Cá mập con, sao con không đi tìm cá mập bà, trong khi ông giúp các bạn khủng long ẩn náu ở đây? Đừng lo lắng ông ơi, con sẽ đi cùng các bạn và tìm ra cá mập bà ngay thôi. Bây giờ chúng ta hãy đi tìm cá mập bà nào. Ôi không, núi lửa sắp phun trào rồi. Nhanh nào, chúng ta phải tìm cá mập bà nào. Này bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập bà đâu rồi? Và hãy nhớ chiếc đuôi cá mập bà là đuôi màu cam. Hả? Là ai đây? Cẩn thận! Tôi có nhận chiếc gai rất nhọn ở đuôi đó. Mình xin lỗi, Stegosaurus. Suýt nữa mình bị đuôi nhọn của bạn đâm phải rồi. Có cái đuôi gì đang chuyển động ở kia kìa. Ôi trời, tôi tưởng lũ quái vật Pterosaurus tới đây để bắt tôi chứ. Cá mập con, bạn không nên ở đây. Núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào đó. Ankylosaurus nói phải. Mình nghĩ núi lửa sắp sửa phun trào rồi. Mình phải tìm ra cá mập bà. Bà có ở đây không? Cá mập con, vui quá, con không sao rồi.
Cảm ơn các bạn đã giúp cá mập con tìm ra tôi. Bà ơi, nhìn ngọn núi lửa kìa. Bà phải đưa những quả trứng này đến nơi an toàn. Cá mập con hãy đi tìm những thành viên còn lại nhé. Suýt nữa thì cùng nhau tìm cá mập ba nào. Bà ở đâu rồi? Nè bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập ba nè. Và hãy nhớ chiếc đuôi cá ba nè là đuôi màu xanh. Ồ, cái gì dưới nước vậy? Chắc là cá mập ba rồi. Ba mừng bơi giỏi lắm. Hả? Bạn không phải là quái vật Pterosaurus. Hãy cẩn thận. Bạn không biết khi nào quái vật Pterosaurus sẽ xuất hiện đâu. Đó là Mosasaurus, không phải ba. Cùng tìm cá mập ba lại nào. Mình thấy cái đuôi màu xanh kia kìa. Người dám chạm trứng của ta sao? Quái vật Pterosaur kia. Là Tyrannosaurus, vua của loài khủng long. Tôi không cố ăn trộm trứng của ngài đâu. Là ngươi à, cá mập con. Ta tưởng ngươi là một con quái vật Pterosaur trộm trứng chứ. Ở đây nguy hiểm lắm. Ngươi nên trở về với gia đình mình đi. Có một cái đuôi màu xanh khác ở đằng kia. Cảm ơn cá mập con. Bà đã rất lo lắng vì tất cả chúng ta đều bị Pterosaur bắt giữ, ngoại trừ con. Nhờ các bạn giúp đỡ nên con mới tìm thấy ba đó. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Cá mập con đã tìm thấy cá mập mẹ chưa? Dạ chưa. Nhưng bà đừng lo lắng. Con biết con và các bạn ở đây sẽ tìm được mẹ sớm thôi. Cá mập con nhìn kìa, một quái vật Pterosaur khổng lồ. Nó đang đi đâu vậy? Cá mập mẹ có thể ở đằng kia. Hãy bí mật theo dõi Pterosaur khổng lồ nào. Nó đâu mất rồi? Pterosaur khổng lồ đang ngủ ở đằng kia kìa. Các bạn, chúng ta phải thật sự im lặng để quái vật Pterosaur khổng lồ không thức dậy trong khi ta đi tìm mẹ nhé. Nè bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập mẹ đâu rồi? Và hãy nhớ chiếc đuôi cá mập mẹ là đuôi màu hồng nha. Hãy tìm ở kia xem, còn thấy có gì màu hồng đằng sau tảng đá kìa. Chỉ là những trái cây màu hồng. Tiếp tục tìm nào. Mình phải làm gì đây? Con sợ Pterosaur sẽ thức dậy mất. Ở kia thì sao? Tìm được cá mập mẹ rồi. Ôi trời, cá mập con, sao con tìm thấy mẹ vậy? Mẹ ơi, ta hãy mau chạy, kẻo Pterosaur khổng lồ sẽ thức dậy đó. Pterosaur khổng lồ thức dậy rồi kìa. Ôi không! Các người định chạy đi đâu hả? Công viên giải trí khủng long này giờ đó là của ta rồi. Dừng lại, ta sẽ không cho người đụng đến gia đình của ta đâu. Cái gì? Chúng ta phải cắt lưới bằng hàm răng sắc nhọn của mình. Bà ơi, ông ơi, cảm ơn ông bà. Ta bật trời đó, nhưng các người không thể đánh bại ta đâu. Các bạn hãy cổ vũ gia đình mình để có thể đánh bại quái vật Pterosaur nào. Chúng ta đã đuổi được Pterosaur bay đi rồi. Cảm ơn rất nhiều. Công viên giải trí khủng long đã yên bình trở lại.
tất cả nhờ gia đình cá mập. Đừng quên các bạn của mình nữa. Nhờ các bạn giúp đỡ, mình mới tìm lại được gia đình của mình và bảo vệ công viên giải trí khủng long. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Sẽ chơi trò vui gì đây? Oh wow, nhìn kìa, có một hộp kho báu nè. Không biết bên trong là gì đây? Cùng mở nó nào. Wow, là những quả trứng đầy màu sắc. Không biết những quả trứng này thuộc về ai nhỉ? Trước tiên chúng ta hãy nhìn vào quả trứng này. Wow, có vẻ như đó là một quả trứng khủng long. Nếu là một loài khủng long có chiếc bờm màu vàng giống như con gà. Aha, là Gallimimus. Wow, bạn nhanh thật đấy. Gallimimus tu 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 tu, Gallimimus tu tu tu, Gallimimus tu tu tu, Gallimimus. Wow, cá mập Gallimimus về nhất rồi kìa. Mình biết ngay mà. Xin chúc mừng cá mập Gallimimus. Chắc tất cả đều là trứng khủng long. Chúng ta sẽ xem quả trứng nào tiếp theo đây. Wow, có 3 chiếc sừng khỏe và sắc nhọn. Các bạn có biết đây là loài khủng long nào không? Đúng rồi, đó là Triceratops mạnh mẽ và vĩ đại. Triceratops tu 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 tu, Triceratops tu 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 tu, Triceratops tu 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 tu, Triceratops. Cá mập con giờ chỉ biết ăn cỏ thôi, kể từ khi biến thành Triceratops. Đó là vì chúng là loài động vật ăn cỏ. Có ngon không nào? Tiếp theo ta sẽ biến thành loài khủng long nào. Loài khủng long nào có hộp sọ dày và cứng? Đúng rồi, đó là loài Pachycephalosaurus. Pachycephalos tu 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 tu, saurus tu 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 tu, Pachycephalos tu 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 tu, saurus. Hộp sọ cứng thật đó, thật tuyệt vời.
chúng ta sẽ đến với quả trứng cuối cùng. Bạn có nghĩ đó là một con khủng long đáng sợ không? Sợ quá đi! Đó là T-Rex, vua của các loài khủng long. Mọi người, chạy mau đi! T-Rex, 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 T-Rex. Cá mập T-Rex đang đuổi theo đàn cá kìa. Gali mimas tu tu du tu du triceratops tu tu du tu du pachycephalon tu tu du tu du T-Rex. Cá mập con, bạn thấy biến thành khủng long như thế nào nè? Bạn có vui không? Lần sau hãy biến thành nhiều thứ thú vị hơn nhé. Tạm biệt. Mừng đến thế giới khủng long. Roar! Đi thăm thế giới khủng long. Nhìn kia là một quái vật xe. Này đừng cản đường tôi, bánh xe tôi không thể ngừng. Này! Cà biên bang boom. Cùng đi thôi. Khủng long ba sừng. Khủng long bay. Khủng long ăn cỏ. Giới khủng long, đi thăm thế giới khủng long. Ôi, khủng long tới kìa! Nhanh nào, nhanh nào, nhanh nào, mau chạy nhanh, mau chạy nhanh và coi chừng khủng long ăn thịt đây. Nhanh nào, nhanh nào, nhanh nào, mau chạy nhanh. Quái vật 1, 2, 3, đứng lại, chạy nhanh thôi. Đi thăm thế giới khủng long. Đi cùng xe quái vật. Đi thăm thế giới khủng long. Đi cùng xe quái vật. Boom boom boom, chiki chiki boom 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 boom, thế giới khủng long, yeah. Ôi chào cô khủng long, hai chân quý cô, hai chân là mẹ con phải không cô? Hả? Vì cô có cánh tay này là mẹ con phải không cô? Mẹ ơi, cô có phải mẹ con không? Ồ, ở trong đây tối quá. Một bé khủng long con vừa ra khỏi trứng. Hả? Sao
không tháo ra được. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ của mình đâu? Với một phần vỏ che trên đầu, chú khủng long nhỏ đi vào rừng tìm mẹ. Mình chưa bao giờ gặp mẹ trước đây, nhưng mình nghĩ tay của mẹ sẽ ngắn như mình, và mẹ cũng sẽ đi hai chân. Ôi trời, cô rất xin lỗi. Ồ, con không sao. Nhân tiện, cô có đi bằng hai chân không? Dạ, thỉnh thoảng cô đi bốn chân, nhưng hầu hết thời gian cô đi hai chân. Ồ, thật sao? Con đi trên hai chân như này. Ồ, và chân trước của cô ngắn như tay con. Cô có phải mẹ con không? Không, cô là một Granadon. Con là khủng long gì vậy? Chúng ta xem mặt con thử đi. Hả? Granadon nhanh chóng nhận ra bé khủng long này là loài gì. Dù là khủng long con vẫn thật đáng sợ. Đi đi. Khoan, xin cô cho con biết con là ai. Vậy nhìn mình đáng sợ, vậy mình đoán mẹ mình cũng đáng sợ. Có lẽ mình nên lên đó để tìm mẹ. Ngọn núi đang di chuyển. Xin chào, cô là Stegosaurus. Con xuống khỏi lưng cô được không? Con xin lỗi. Bám vào dây trên lưng cô và cẩn thận leo xuống đi. Cảm ơn cô. Cô tốt bụng quá. Nhìn cô đáng sợ, nhưng thật ra cô là một khủng long tốt bụng. Nhìn cô đáng sợ sao? Con cũng bị nói là nhìn con đáng sợ. Vậy có thể nào cô là mẹ con không? Và con có mọc vây trên lưng giống cô lúc con lớn không? Không, con cô sinh ra đã có vây rồi. Con đoán con phải tiếp tục tìm mẹ rồi. Ơi, cô hy vọng con tìm được mẹ. Thằng bé nhìn quen quá. Mình thấy khuôn mặt đó ở đâu trước đây rồi. Ôi trời. Chào khủng long nhỏ. Wow, chú cao quá. Phải, cổ chú cũng dài nữa. Vậy chú có thấy mẹ con không? Mẹ con hả? Con là... Ôi con, nhanh chạy đi. Hình như mẹ con đang tìm con, vậy nên mọi người đang chạy trốn. Thật sao? Nhưng mẹ con là ai? Mẹ con là khủng long đáng sợ và vĩ đại, Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex? Phải, đó là mẹ con, bà ấy đó. Hả? Mẹ ơi! Cuối cùng bé khủng long T-Rex đã tìm được mẹ. Răng sắc, chân khỏe và tai ngắn. Các bạn nghĩ sao? Họ có giống nhau không? Vua của khủng long, Tyrannosaurus Rex. Khủng long ăn cỏ, Uranodon. Khủng long có vây, Stegosaurus. Khủng long khổng lồ, Diplodocus. Chào các bạn. Nếu bạn
bạn bị bệnh, chúng mình sẽ giúp bạn khỏe lại. Đây là bệnh viện cá mập con. Ủa? Sợ quá đi. Mình thấy có nhiều bạn bị gãy xương lắm, cùng bắt đầu chữa trị ngay thôi. Người đầu tiên, hươu cao cổ, xin mời vào. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Mình đánh nhau đến đau cổ rồi. Cổ của mình. Vậy là bạn đã bị thương cổ rồi. Ôi ôi ôi, cái cổ của mình. Đừng cố gắng quá, để mình xem qua cái đã. Các bạn đã sẵn sàng cùng mình trị bệnh chưa nào? Mình nghĩ bạn đã bị gãy xương rồi. Hãy chụp X-quang nào. Được rồi, cùng đếm đến 3 nhé. 1, 2, 3. Ôi không, xương cổ đã bị gãy thành nhiều mảnh rồi. Cùng sắp xếp xương lại đúng vị trí nào. Kiểm tra thật kỹ kích cỡ và màu sắc, rồi đặt chúng lại với nhau nào. Yeah! Tốt lắm! Hả? Không! Ôi, cổ của mình! Ôi không! Mình xin lỗi! Tập trung nào! Nào, cái to nhất trước! Được rồi! Đó là cái xương cuối cùng! Woohoo! Xương cổ đã ngay ngắn trở lại. Bạn làm tốt lắm. Giờ mình sẽ băng cổ lại để nó mau lành nhé. Chọn cái nào cho đẹp đây ta? Được rồi, cái băng có hình cầu vồng nhé. Chữa xong rồi. Cầu vồng sắc màu. Hư cao cổ ngầu quá đi. Hư cao cổ, tu 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 tu, giờ thì cổ tu 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 chẳng còn đau, tu 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 tu, chữa xong rồi. Ê, mình rất thích cái băng cầu vồng này. Mình cảm ơn. Thật vui khi bạn thích nó, hư cao cổ à. Không thể bay, ôi đau quá đi. Ô, cánh của tôi. Bạn đã bị thương ở xương cánh rồi. Nhói quá, đau ghê, ôi đau quá đi. Bác sĩ ơi, liệu tôi có thể bay lại được không? Đừng lo mà, mình sẽ giúp bạn bay trở lại. Mình cần chụp X-quang để xem liệu bạn có bị gãy xương không. Một, hai, ba. Ủa, xương cánh của bạn đã bị mòn rồi. Mình nghĩ bạn cần được phẫu thuật đó. Liệu phẫu thuật xong tôi có thể bay lại được không? Tất nhiên, để mình giúp bạn nhé. Mình sẽ gây mê cho bạn và bạn sẽ không đau trong lúc phẫu thuật đâu. Trước tiên, cần cạo sạch lông để mình thấy xương được rõ hơn nhé. Được rồi. Các bạn, cùng tìm mảnh xương cánh đặt vào đây nhé. Không đặt vào được. Cùng thử cái nhỏ hơn nào.
này thì quá nhỏ. Là một con rắn. Nó đây rồi. Giờ thì khâu lại nào. Nói những số giống nhau từ trên xuống dưới nhé. Đã khâu vết thương xong rồi. Cuối cùng, hãy đặt lông trở lại để không lộ vết thương nhé. Tuyệt vời! Phẫu thuật cánh đã thành công. Đại bàng ơi, tu du du tu du giờ đã bay, tu du du tu du lại được rồi, tu du du tu du phẫu thuật xong rồi. Wow, tôi bay lại được rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Tôi đang đi săn thì đâm phải tảng đá nè. Thì ra bạn đã gãy chân. Ôi ôi, chân tôi đau quá đi. Khủng long như tôi mà lại bị ngã lúc đi săn, xấu hổ quá đi. Không sao mà, ai cũng có sai lầm mà. Mình sẽ chữa cho bạn ngay. Mình sẽ chụp X-quang trước nhé. Được rồi, sẵn sàng nào. Rõ ràng rồi, chân của bạn đã bị gãy xương. Hãy sắp những mảnh xương bị gãy lại với nhau nào. Có đau lắm không? Hãy cố gắng xíu nha. Xong rồi. Để cho xương mau lành lại, mình sẽ bó bột để cố định chân của bạn lại. Dùng băng vải quấn vòng quanh nè. Xong rồi. Cuối cùng, mình sẽ lấy nạng chống cho bạn nhé. Bạn thích màu nào nè? Xanh. Tôi thích màu xanh dương kia, giống như hoa văn trên người tôi nè. Màu xanh là thích hợp nhất. Bạn khủng long, tu du du tu du giờ thì chân, tu du du tu du đã lành rồi, tu du du tu du chữa xong rồi. Cảm ơn, bạn giỏi lắm. Cảm ơn. Thật vui khi công tác chữa trị đều thuận lợi. Mọi người về cẩn thận nhé. Cảm ơn rất nhiều. Các bạn, thật vui khi hôm nay được cùng nhau khám chữa bệnh. Hẹn gặp lại lần sau nhé. Tạm biệt. Best hunter! Tyrannosaurus Rex! What's gonna be my prey? Look at my mighty teeth, look at my mighty jaws. Nothing can run away from me! Tyrannosaurus Rex! I'm the best hunter! Tyrannosaurus Rex! What's gonna be my prey? Look at my keen eyes, look at my keen nose. Nothing can hide from me! T stands for toothy. T-Rex. T stands for tall. T-Rex. T stands for terrible. T-Rex. Tyrannosaurus Rex. I am the best hunter. Tyrannosaurus Rex.
What's gonna be my prey? Listen to my foot stomp, listen to my loud roar. Nothing can stay calm in front of me. Nothing can stay calm in front of me. Mình là T-Rex, mình thật nhút nhát, khi mọi thứ thân là đang sợ. Ôi tiếng xót xót và cả tiếng gió. Một cái bóng quái dị và khổng lồ. Mình là T-Rex, mình thật nhút nhát, khi mọi thứ thân là đang sợ. Đến một ngày mình sẽ cao lên rất nhiều, liệu có thể trở thành vua khủng long? Hey! Khủng long T-Rex còn nhút nhát. Hai mẹ con khủng long T-Rex đang ra ngoài để đi săn cùng nhau. Nhưng trông khủng long con có vẻ rất sợ hãi. Nào! Mẹ ơi, con không làm được đâu. Làm sao với hàm răng nhỏ bé này con có thể cắn một con khủng long to hơn mình chứ? Con sợ quá. Con làm được mà, hãy thử nào. Gì thế này? Chỉ là một bé khủng long con. Thôi, mình hãy đi tìm cỏ ăn thêm nào. Ôi trời. Khủng long T-Rex con sợ rất nhiều thứ. Kể cả những thứ nhỏ nhặt cũng làm bạn ấy giật mình. Mẹ khủng long vẫn nhớ có lần. Mẹ ơi, cứu con! Có một con khủng long to đang muốn tấn công con kìa. Chỉ là những người bạn khủng long Mosaurus thôi mà con. Mẹ ơi, là một con khủng long rất rất to kìa. Đó là khủng long Abatosaurus. Bạn ấy rất to lớn nhưng mà lại rất hiền lành và chỉ ăn cỏ thôi. Lỡ như chúng thổi bay mình bằng một cú quạt cánh thì sao? Đó là Pteranodon, là thằng lằn bay đó con. T-Rex là vua của loài khủng long mà. Mình phải giúp cho khủng long con can đảm hơn mới được. Con yêu à, con không thể quanh quẩn bên mẹ mãi được. Con là một loài khủng long ăn thịt mạnh mẽ. Hãy cho mọi người thấy sức mạnh của con đi nào. Con không được đâu. Con không thể tự làm mọi thứ được đâu. Con sẽ biết cách làm tốt thôi. Con là T-Rex, là vua của loài khủng long mà. Khủng long mẹ để cho khủng long con đi thật xa. Chắc ở bãi biển sẽ không có ai đâu nhỉ. Cái gì kia? Chạy nhanh thôi. Hả? Mình chạy xa đến vậy sao? Hả? Mình chạy cũng khá nhanh đó chứ. Hay do hai chân sau của mình khỏe? Để mình chạy thử lại xem nào. Là khủng long T-Rex. Mọi người chạy mau đi. Hả? Họ sợ mình sao? Khủng long con lấy hết can đảm để leo lên ngọn núi đá treo leo. Họ nói mình đáng sợ sao? Mình nghĩ tiếng gầm của mình cũng to đó. Mình có vẻ thật sự mạnh mẽ.
Nhưng mà mình bắt đầu thấy đói rồi. Oh, wow. Hay quá. Giỏi quá đi. Hả? Mình nên thử đi săn thôi. Khủng long con bắt đầu mạnh mẽ hơn rồi. Khủng long con T-Rex dũng cảm. Rồi mai, khủng long con sẽ trở thành một kẻ săn mồi tuyệt vời. Thăng lăng khổng lồ Tyrannosaurus Rex. Khủng long cổ dài Brachiosaurus. Khủng long tí hon Musarus. Khủng long ăn cỏ khổng lồ Abatosaurus. Chiếc mỏ dài Pteranodon. Vì vua con cá khủng long này T-Rex, T-Rex là một thợ săn đáng sợ này. Hai ngăn con hai thôi thân 40 feet 20 feet cao, cân nặng 8 tấn, mỗi hai chú cũng không bằng. Yum 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 yum. Tyrannosaurus, Tyrannosaurus, Tyrannosaurus. Vì vua của các khủng long. T-Rex, T-Rex là một thợ săn đáng sợ này. Đầy ngắn con hai thôi, răng nhọn ghê, chúng 8 inch dài, trông thật to. 500 bao cũng không vừa. Yum 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 yum. Tyrannosaurus, Tyrannosaurus, Tyrannosaurus. T-Rex. Ta săn mồi vô địch Tyrannosaurus Rex. Kế tiếp ai là mồi ngon? Chúng rất lớn, răng ta đi. Chúng rất cứng, răng ta đi. Các người mong chi tránh xa được ta. Tyrannosaurus Rex. Ta săn mồi vô địch Tyrannosaurus Rex. Kế tiếp ai là mồi ngon? Mắt sáng quắc xem đây. Mũi rất tinh xem đây. Trốn vô trong hang. Có rất nhiều răng nhọn. T-Rex lại rất là cao lớn. T-Rex và vô cùng đáng sợ. T-Rex. Tyrannosaurus Rex. Ta săn mồi vô địch Tyrannosaurus Rex. Kế tiếp ai là mồi ngon? Đất luôn dưới bước chân ta. Rất khi thế thì ta gầm đồ ai không đúng. Khi đứng trước mặt ta, đâu ai không đúng khi đứng trước mặt ta. Boom boom boom, chiki chiki boom 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 boom, thế giới khủng long yeah. Thợ săn cừ khô ta đây, Tyrannosaurus, răng đây rất to đôi chân mạnh. Không an toàn đâu. Là ông vua đi săn T-Rex. Nhật ký của T-Rex. Vua đi săn. Hôm nay mình ăn gì nhỉ? T-Rex, tên thợ săn đáng sợ đang tìm kiếm con mồi của mình. Hả? Con khủng long đó to lớn hơn mình. Nhưng không sao, ta là T-Rex. Ra, ngươi sẽ làm một bữa ăn ngon. Cái gì? Anh muốn ăn tôi sao? Tôi là Abatosaurus. Cơ thể tôi khổng lồ và tôi đi theo đàn. Anh không thể săn tôi. Nghĩ kỹ lại thầy,
Mình không muốn bị giẫm nát bởi những bàn chân to lớn đó, hoặc bị quất bởi cái đuôi dài đó. Vậy ta sẽ đi. Ta sẽ săn thứ gì khác. Nhìn con khủng long đầu nhỏ đó kìa, nó giống như một bữa ăn hoàn hảo. Anh làm tôi sợ đó. Ta đần đuổi và ta sẽ ăn ngươi. Thật vậy sao? Tới và thử đi. Đầu của ta. Tôi là Ankylosaurus. Anh thấy sao khi vừa bị đuôi của tôi quật trúng? Muốn một cú nữa không? Thật sự đau đó. Không, cảm ơn. Sao tìm thứ gì đó để ăn khó quá vậy? Mình đói quá. Mình sẽ ăn bất cứ thứ gì mình gặp tiếp theo. Có một con khủng long. Lần này ta sẽ lén tấn công nó. Tên này không thông minh lắm, nó vẫn chưa phát hiện ra mình ở đây. Răng của ta chúng gãy hết rồi. Anh nghĩ dễ ăn được tôi hả? Lưng của tôi cứng như thép. Tôi là Edmontonia. Ai biết lưng của khủng long có thể cứng như vậy? Răng ta. Hôm nay làm sao vậy? Sao không có gì thuận lợi hết? Mình chết đói mất. Bây giờ nhìn con khủng long nhỏ dễ thương đó kìa. Nhau nhau. Nhìn ngươi ngon quá. Ôi ôi không, là Tyrannosaurus. Chạy đi. Mình có thể thoát được nếu chui vào cái lỗ đằng kia. Mình an toàn rồi. Nè, tên kia, ra khỏi đó ngay. Tên hèn nhát. Nếu tôi ra ngoài, anh sẽ ăn thịt tôi. Vậy tôi ra làm gì? Khủng long nhỏ như tôi không thể chống lại anh. Vậy nên chúng tôi chạy trốn. Được thôi, ta sẽ đợi đến khi ngươi ra ngoài. Ta sẽ ăn thịt ngươi trước khi hết hôm nay. Mình có thật là một thợ săn không? Tội nghiệp T-Rex, bạn sẽ đợi đến bao giờ? Vua của khủng long, Tyrannosaurus Rex, loài ăn cỏ khổng lồ, Apatosaurus, đuôi co gai, Ankylosaurus, thân bọc giáp, Edmontonia, nhỏ và nhanh, Hypsilophodon. Ai là vua của các loài khủng long? Tôi, Spinosaurus. Tôi, Tyrannosaurus. Hầm thì thật to, măng gai cánh bùm bóp. Spinosaurus kêu ra ra ra, dầm bàn chân răng rắc hàm, chẳng gì vượt qua hàm cá sâu của tôi. Tôi, Spinosaurus. Tôi, Tyrannosaurus. Răng sắc nghiêng và vuốt rất mạnh, măng Tyrannosaurus kêu ra ra ra, dầm bàn chân răng rắc hàm, chẳng thể bài được đâu với hàm răng tôi sắc nhọn. Vẫn chưa kết thúc đâu. Rah!
Ồ không, tôi đã lạc mất tô trứng. Ở đâu rồi, ở đâu rồi? Quả trứng bé xíu giờ đang nơi đâu? Con của tôi, con ở đâu mất rồi? Thì ra tô trứng đang ở nơi đây. Có ăn trộm, có ăn trộm, có ăn trộm, có ăn trộm. Nào hãy tránh xa tô trứng của tôi. Ờ, tôi không phải kẻ trộm trứng mà. Oviraptor, kẻ trộm trứng. Mình nhớ mình để trứng ở đây mà. Ngay đối diện cái cây cao này. Ở đâu rồi nhỉ? Có đây không? À, hay ở kia? Khủng long Protoceratops mẹ đang đi tìm tổ của cô ấy, nhưng có vẻ cô ấy vẫn chưa tìm thấy. Ôi, ôi hoa đẹp quá. Con của mình cũng xinh đẹp như vậy. Chắc là cũng đang ở gần những bông hoa này. Xem nào. Hả? Ôi không, không, không. Tránh ra, tránh ra mau. Cô đang làm gì ở đây? Cô đang định lấy trộm trứng của tôi hả? Cái gì cơ? Đây là tổ của tôi mà. Có thể cô ấy không phải là ăn trộm. Không, không, chắc chắn là trộm. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Có kẻ trộm trứng ở đây. Khi nghe khủng long Protoceratops kêu lên, tất cả khủng long lần lượt kéo đến. Có chuyện gì vậy ta? Có gì đây? Ngoài đến chuyện của người sao? Trời ơi, ghê quá đi. Ồ, có chuyện gì vậy? Ôi không. Tên trộm này nè, cô ta định trộm trứng của tôi trong lúc tôi đang đi tìm nước uống đó. Cô thật sự là kẻ trộm trứng sao? Wow, cô chắc chắn là kẻ trộm trứng rồi. Không, không phải như vậy đâu. Làm ơn, nghe tôi nói đã. Tại sao chúng tôi phải nghe cô chứ? Cô đúng là kẻ trộm trứng rồi. Không, không phải đâu. Đây là trứng của tôi mà. Thật không tin nổi. Giờ cô còn nói đây là trứng của cô hả? Ngay lúc đó, Troodon xuất hiện. Loài Troodon được biết đến là loài khủng long thông minh nhất. Có chuyện gì ồn ào vậy? Tôi bắt quả tang cô ta trộm trứng của tôi vậy mà giờ cô ta nói đây là trứng của cô ta. Không đúng đâu. Cô ta đột nhiên xuất hiện rồi gọi tôi là kẻ trộm mà. Trong trường hợp này, ta cần suy nghĩ. Để xem nào. À, tôi có ý này. Ở đây có 10 quả trứng, vậy ta chia mỗi người 5 quả nha. Hả? Bình tĩnh, tôi sẽ chia công bằng cho hai cô. Ôi không, không được. Trứng có thể bị bể nếu như ông làm như vậy đó. Ta nên làm gì đây? Bởi vì ta có 10 quả trứng và 2 người mẹ, cách này là tốt nhất rồi. Vậy các cô còn ý nào hay hơn không? Thôi, cứ lấy đi. Tất nhiên, vì đâu phải trứng của cô đâu. Đúng vậy, đúng vậy. Phải trứng của cô ấy đâu. Tôi hiểu rồi. Bởi vì cô biết lo cho sự an toàn của những quả trứng, nên cô chắc chắn là mẹ của chúng. Vậy, còn tôi thì sao? Tôi cũng là mẹ mà. Tôi cũng sợ con của mình bị đau vậy. Nhưng cô không thể hiện sự quả quyết bảo vệ trứng như vậy. Thôi thì hãy để thời gian giải quyết nha. Và ngay thời điểm đó, những quả trứng bắt đầu nở ra. Trời ơi, ôi, là con của cô ấy rồi. Không phải em chờ. Thấy không, mọi người còn nghĩ tôi là cái trộm trứng nữa không? Chúng rất giống tôi, vì chúng là con của tôi mà. Tôi xin lỗi. Vậy còn trứng của tôi đâu? Mọi người đây rồi. Mẹ khủng long Protoceratops đâu rồi? Hả? Cô làm gì ở đây vậy?
trứng của cô nở ra rồi kìa, ở dưới gốc cây bạch quả, nhanh nào. Hả? Cây bạch quả? Được rồi, tôi sẽ tới đó ngay. Ôi con ơi, mẹ yêu các con nhiều lắm. Đúng vậy, Oviraptor không phải kẻ trộm trứng, cô ấy là một người mẹ. Những bé khủng long Protoceratops cũng sẽ sớm gặp được mẹ thôi. Trông giống như tê giác Protoceratops, khủng long đầu chim Oviraptor, khủng long thông thái Trudon, nhỏ và nhanh Hypsilophodon, có chiếc đầu to Pachycephalosaurus. Boom boom boom, chiki chiki boom, boom boom boom, thế giới khủng long, yeah. Này khủng long con, đến giờ mình đang thôi, đồ ăn ngon đến ngay đây rồi. Wow. Thật xanh lá giòn tươi, cùng trái cây với bò ngon giòn, lá ngon, trái cây ngon, bò rất ngon. Không, không, con đói quá. Cho khủng long con ăn. Trời mưa trong rừng khủng long đã nhiều ngày. Các con, ra đây đi. Cuối cùng mặt trời lên rồi. Ai, khu rừng của chúng ta thật lộn xộn. Khi nào chúng ta mới dọn dẹp xong khu rừng đây? À, có chuyện gì vậy? Ôi trời, một chú khủng long con. Một chú khủng long con. Ôi trời, bé dễ thương wow, quá. Bé nghi quá. Hình như chân bé bị thương rồi. Tội nghiệp. Con đói quá. Con đói hả? Ôi không. Được rồi, chúng ta sẽ mang thức ăn cho con. Chúng ta hả? Dạ, chắc là được. Thằng bé nhìn hơi đáng sợ. Nè bé con, chúng ta đem trái cây tới nè. Em sẽ thích món này lắm. Sao em không ăn? Ăn đi, thử đi. À, anh vất vả lắm mới hái được đó. Sao nó không chịu ăn vậy? Được rồi, còn mấy con bọ chị mang đến thì sao? Bọ rất bổ dưỡng và vị rất ngon. Chúng rất là ngon. Em ăn thử đi. Ăn như vậy nè. Nhầm 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 nhầm. Nhầm 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 nhầm. Cô mang đến chút thức ăn. Đây, ăn lá xanh đi. Con nghĩ sao? Không thấy ngon hả? Sao con không ăn? Em ấy không ăn trái cây hay sâu bọ tụi con mang tới. Các con phải cho khủng long săn mồi ăn thịt. Hả? Bác Trudon thông thái, với một cặp sừng, răng nhọn, móng vuốt sắc và đuôi khỏe, chú khủng long này là cái gì? Một Allosaurus. Đúng vậy, đây là một bé khủng long ăn thịt Allosaurus. Nếu không tin, để bắt cho xem. Ồ, bé khủng long ăn rồi kìa. Nếu thằng bé thật sự là Allosaurus, chúng ta nên đưa nó đi. Thằng bé vẫn còn nhỏ nên không nguy hiểm đâu. Đúng vậy,
Hơn nữa, chân bé bị thương rồi, chúng ta không thể bỏ mặc thằng bé như vậy. Nhưng nếu mẹ thằng bé tới tìm nó thì sao? Như vậy thì sao? Đây là rừng của Allosaurus hả? Lạnh mà đáng sợ quá. Cứ để thằng bé ở đây, đi thôi. Nè bé con, nếu con đợi ở đây, mẹ con sẽ tới tìm con nha. Và lúc em lớn lên, đừng quên chúng ta. Chị là Orithomimus và... Được rồi, được rồi. Đi thôi, ra khỏi đây thôi. Tạm biệt bé con. Những chú khủng long tốt bụng đưa người bạn nhỏ Allosaurus của mình về rừng. Anh bạn nhỏ sống khỏe và lớn lên mạnh mẽ nhé. Nhìn giống đà điểu Ornithomimus. Phần đầu cứng cáp Pterosaurus. Có màu trên đầu Parasaurolophus. Bộ não to Jordan. Thở săn hung tợn Allosaurus. Này các bạn có thích video của chúng mình không? Đừng quên nhấn đăng ký, subscribe nhé. Hãy tìm Ping Pong trên YouTube.